Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tô màu trên cát, làm tiếng cá xinh đẹp đấy nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đi tô màu trên cát, bước này.